Xin chào, hôm nay mình sẽ dẫn mọi người bài Đợi đến tháng 13 theo phiên bản của Vũ Thịnh, cái phiên bản mà nhạc hoa lời Việt đó. Ok, về phần hợp âm của bài hát thì bài này rất đơn giản, bài này trên tông đô trưởng. Hợp âm của nó đầu tiên gồm có là đô trưởng. Mình cho một ngón đây, bát ở dưới năm. Hợp tiếp theo là âm la thứ bảy, cực kỳ đơn giản, mình chỉ bỏ này ra là được, bát ở dưới năm. Hợp tiếp theo là âm Re thứ 7. Mình dùng cái này chặn hết toàn bộ dây 1, dây 2 qua một lại. Một ngón vào dây 3 qua 2. Bát là dây số 5. À bát, bát là dây số 4. Tiếp theo là âm Re thứ 7 bát son. Rất đơn giản, mình cho ngón này lên đây là xong. Tiếp theo là âm son trưởng. Mình cho một ngón vào đây, ngón đây. Bát dây 6. Hợp tiếp theo là âm pha major 7. Mình có hai cửa bấm, một là mình bấm theo cửa dễ, bấm theo nhi này. Đó, ngón 1, bát là dây 4. Còn nếu mình muốn nghe dày hơn thì mình sẽ bấm kiểu nhi này. Mình cho một ngón đây, ngón đây. Ngón cái ở đây. Đó. Tiếp theo là âm mi thứ. Mình cho một ngón đây, bát dây 6. Đó là toàn bộ âm của bài hát này, rất đơn giản. Rồi, về phần điệu đàn nhé, thì mình sẽ chơi một điệu đàn nó nghe như này. Nhìn về khoảng thời gian đã đi qua càng đau, tưởng rằng ta sẽ xa la, nào thấu. Mình sẽ chơi một điệu nó nghe thế, rất đơn giản, đó chính là bát 4, 2, 3, 4 là được. Đối với những hợp âm x2 thì mình sẽ đánh hai lần, còn hợp âm nào mình không ghi gì cả thì mình sẽ đánh một lần nhé. Thì đoạn đầu mình sẽ chơi một vòng một thanh, đó chính là pha major 7 son la thứ hai lần. Đó, nhìn về khoảng thời gian đã đi qua càng đau. Đoạn sau mình cũng chơi pha major 7 son, chỉ khác là mình về đô. Tưởng rằng ta sẽ xe mãi bên nhau, nào thấu. Đó, đoạn tiếp theo thì mình sẽ đánh vào một thanh là pha major 7 son mi thứ la thứ re thứ 7 son về đô hai lần. Nhân duyên quá vô thường, một ngày kết thúc đôi tay sẽ buông. Như thế thôi. Rồi, đến cái phần mà trước khi vào được khúc nhá, thì mình sẽ chơi một vòng một thanh, nó chính là pha major 7 son mi thứ la thứ re thứ 7 hai lần, re thứ 3 son rồi về son. Mình sẽ nhìn này. Nhìn dòng người trên ngang, ấy chênh lòng vừa chẳng dám nói la 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 la. Liệu từ nay về sau còn gặp lại nhau không, hay là duyên đã hết? Nó sẽ như thế. Nó sẽ như thế. Rồi, đến phần được khúc nhá. Nếu mọi thích, mọi cũng có thể giải thế luôn cũng được. Nó sẽ nghe như này. Bao lâu người còn nhớ không, sao ta còn hoài ngóng trông, luôn tin vào lời hứa sẽ có tháng 13. Chờ đông tan ta 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 ta. Còn điệp khúc mới thích mới có thể quạt được với một tiết tấu, đó chính là với hợp âm đầu tiên như kiểu là từ pha sang son, thì mình sẽ quạt là xuống nghỉ nghỉ nghỉ, xuống nghỉ nghỉ, đến son mình sẽ quạt là lên nghỉ lên, xuống nghỉ xuống nghỉ xuống lên. Mi thứ tương tự như thế vậy, mi thứ với la thứ sẽ là xuống nghỉ nghỉ nghỉ, xuống nghỉ nghỉ, la thứ sẽ là lên nghỉ lên, xuống nghỉ xuống nghỉ xuống lên. Đó, còn đối với hợp âm x2 nhiều đô này
thì mình sẽ quạt đầy đủ là xuống, nghỉ, 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 xuống, nghỉ, nghỉ, lên, nghỉ, lên, xuống, nghỉ, xuống, nghỉ, xuống, lên. Có những âm như kiểu pha sang son, mi thứ sang la, re thứ lên son thì nó sẽ bị chia đôi như thế. Thế cơ bản bài chỉ thế thôi, rất đơn giản.